Cảm ơn con. Cảm ơn con. Cảm ơn thầy nhiều lắm. A Di Đà Phật. Thầy xin phép sư. Không, cái gì vậy? Hôm nay con với mấy em, mấy bạn, mấy anh nói chung là mỗi người đại diện cho mỗi nhóm mạnh thường quân xuống thì chia sẻ xây sửa máy ấm cho mình. Hôm nay xuống là hỗ trợ một số kinh phí của cái nhà vệ sinh, cũng như là hỏi ý sư cô và một chút với sư cô cho các em nữa trở ra cái chỗ vật liệu mình á, thanh toán. Thanh Ngọc có gửi một số cái thông tin đó, thanh toán một số cái hóa đơn giùm mình và hỏi luôn cái bên vật liệu họ sẽ có những cái phương án gì sửa cho phòng của mấy em trai. Cái này thì trước tiên thì nhóm của anh Minh Quân thì trong đó có cô Kim thì quyên góp cho máy ấm của mình là 10 triệu. Nhóm của anh Minh Quân sẽ chuyển khoản, thì một hồi nữa xin số tài khoản của sư cô và xin lại số tài khoản sư cô. Nhóm của anh Trung đại diện anh Trung là hỗ trợ cho máy ấm mình 3 triệu, chuyển khoản luôn Trung, chuyển khoản luôn. Rồi thầy Minh ở đây là đại diện cho công ty ESU 2, công ty hỗ trợ mình 10 triệu và 10 triệu tiền mặt. Cái bản quay cái bản là cho đằng vừa. Kế đến là nhóm cô Trần Phương ở Gò Vấp, cô này thì chuyên làm từ thiện bên nhóm cô nhưng mà vẫn có những cái mối giao tiếp tốt. Thì lần này nghe mình xây sửa chùa nên cô Trần Phương kêu gọi được là 15 triệu 720 ngàn. Nhóm viên những cái gì mà bên công ty ESU 2 anh Minh Quân và bên anh Trung đây là vừa tiền mặt vừa chuyển khoản, đó là cái phần bổ sung sau này. Còn riêng cái phần trước đó thì cái cô Trần Phương và nhóm của cô Thanh Ngọc, cô Trần Phương là 15 triệu 720 và nhóm của cô Thanh Ngọc là khoảng 58 triệu. Thì tổng cộng bên nhóm cô Trần Phương và cô Thanh Ngọc thì khoảng 73 triệu. Thì trong như 73 triệu đó thì bây giờ 500 kg gạo để đã chở đến mình chưa ạ? Dạ chưa có chở. Dạ rồi, khoảng 500 kg gạo là thanh toán, 500 kg gạo là 6,5 triệu, 20 thùng sữa là 6,4 triệu. Tính từ đầu đến nay là sửa cái nhà vệ sinh của mình là khoảng 7 hóa đơn. Dạ. Riêng cái phần mà trước đó đó, cái phần gạch ốp 31 triệu 425, cái này thông tin này sư gửi với Thanh Ngọc và tiền công khoảng 60 triệu là tiền đó là sư tự trang trải. Cái này thì trao đổi thông tin thôi. Bây giờ tiền mặt đây là đem theo, rút ra đem theo từ của cô Thanh Ngọc một phần và cô Trần Phương không có đủ thì phải một hồi nữa chuyển khoản. Đây là khoảng 57 triệu, thì dư thiếu bao nhiêu thanh toán xong thì về thêm một đợt nữa với sư. Thì hiện tại sư có khó khăn, sư có muốn chia sẻ gì với Mạnh Thường Quân không? Cái này là toàn chỉ là thay mặt nhóm cô Thanh Ngọc, anh Trung, anh Minh Quân và công ty ESU 2 để chia sẻ với sư thôi. Sư có muốn chia sẻ gì với mọi người không ạ? Dạ. Năm nào cũng thật sự là xin
Dạ. Xưa không có mà. Mà có xin được không có nữa. Thì một thời gian thì duyên gặp được Thanh Ngọc. Dạ. Thì sư cũng cảm ơn Thanh Ngọc nhiều lắm. Rồi dạ. từ khi mà gặp Thanh Ngọc tức là mấy năm rồi, cũng 5 năm rồi. Rồi Thanh Ngọc mới có những gì là Thanh Ngọc cũng chuyện giúp các sư những cái gì đó. Rồi sư cần cái gì, tấm viên học cái gì đó. Rồi làm cái gì nước ngon thì lại là Thanh Ngọc kêu gọi mà thì tôi giúp đỡ các sư. Yeah. Thì hôm nay thì cũng đủ duyên duyên, cũng giờ Thanh Ngọc mà cũng giờ thầy. Yeah, yeah. Thầy để hướng nhận cũng có duyên duyên thì mới thật thầy kêu gọi những mạnh thành công đi về giúp đỡ các sư trong cái chuyện này. Dạ. Sư cũng mặc cái gì tối gì đó. Dạ. Cái nhà thì sinh là 26 năm trời. Dạ. Yeah. Nó cứ trên mình một cái trên chờ lại nước xuống rồi. Cái nhà cầu nó lập tiếp nè. Dạ. Yeah. Ở đây mình thấp ở trên kia cao. Dạ. Yeah. Yeah. Thì khi đó mà sư không biết để em đi cầu, đi cái cầu kiểu gì sư cũng hiểu nữa. Dạ. Yeah. Sư rất buồn rất lo. Yeah. Thì như rồi sư vào cái tâm lòng. Đó thôi, sư yên tâm đi, đừng có buồn. Cái đó mình từ từ sẽ kêu gọi mạnh thường quân giúp đỡ cho sư. Thì hôm nay thì mấy cái gì mà thầy quân về thăm nơi thì các thầy sư không có cái chuyện nào hết, còn cái sư chứ biết mình ai đó đây thì có ở cho cái mấy cái kinh tôi chứ không có mà cái sư đang tới gần nhiều cái kinh vậy đâu. Các sư rất nhiều ai đến thì cô giữ ít cái này kia rồi cô cho vài hai mươi tiền này kia không. Yeah. Còn mình là làm cái chung như nhẹ không không có 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 không chỉ là nhân viên gặp đúng duyên thì mở lòng giúp. Yeah. Thế thì mỗi người một ít, từ Sài Gòn lên đây thì mình nói là không xa cũng không gần. Cũng còn gian nan, em đi học, bố đi học đại học thì vâng. Dạ, bố mẹ học đại học. Dạ, ba người đi học viện tư quốc gia. Dạ. Cũng này đức sư cô rồi. Dạ. Còn sư thì năm mươi sáu 60 tuổi rồi. Dạ. Cái gian nan gian nan đi học ít nhiều sư, từ đó thì nó học được 12, mà cấp hai thành rồi. Đủ cái chuyện học mạng đi sai phạm nhưng mà nghe học nói là nên thầy về mà sư mừng lắm, sư nghĩ là chắc lẽ chưa về đâu, tại vì sư chắc lẽ mà còn lâu lắm, tại vì không có ngờ là có người này kia chứ không ngờ đâu, sư nghĩ là chắc lẽ lâu lắm. Sư còn một thời Phật gia hồ cho thầy đi học hành phụ có lời kiến thức điện là làm thầy thân giúp đỡ cho môi trường phát triển. Dạ. Con sư cũng thay mặt chùa mẹ em một con tạo niềm đức quý vị rất nhiều. Dạ. Quý vị luôn luôn mạnh khỏe, luôn luôn gặp nhiều điều may mắn trong công việc là vàng sự phải rõ ràng. Cảm ơn quý vị năm mươi công đức năm mộ tát năm mươi. Dạ. Cảm ơn quý vị. Trong hai tháng nay thì toàn thay mặt nhiều mạnh thường quân cũng như có mấy bạn hỗ trợ trong hai tháng nay thì ăn cơm từ thiện nhiều hơn ăn cơm ở nhà gia chủ. Đi cũng nhiều chỗ thì chuyến của mình là cái chuyến cuối trong vài tháng cuối năm. Đi nhiều quá cũng hơi đuối à. Nên chuyến này thì hơi xa và mấy bạn thì cũng không có nhiều thời gian á, thì đáng lẽ là cũng đi một hai người thôi, nhưng mà đến phút cuối thì đủ nhét lên xe 7 chỗ chật chội tí xíu cũng gán đi được, đường đi cũng thuận tiện, thời tiết mát mẻ. Đi đến đây thì chia sẻ tấm lòng với sư với các em. Bây giờ đoàn xin phép sư cho mượn một em nào đó. Dạ, cho mượn hai chiếc xe máy đi. Dạ. Chạy đi ra ngoài vật tư thanh toán này kia, bên ngoài họ vẫn có thanh toán bằng chuyển khoản này sư. Dạ, chắc là vì sư bị có cảm ơn lắm sao. Dạ rồi, một hồi nữa xong rồi quay về sư, sư cho số tài khoản đi, mấy này chuyển khoản nào. Dạ, cảm ơn sư. Và đây là cửa hàng vật liệu xây dựng, là nơi mà chúng ta sẽ thanh toán
tiền phí vật tư cho nhà chùa nha. Bây giờ thì mọi người đang vào đây. Dạ em chào chị. Dạ dạ chị, dạ chị. Không phải, ý là cái phiếu mình đưa cho cô rồi, cái mình đi trúng vậy. À, rồi đưa hàng rồi hay sao ạ? Đưa hàng rồi. Đưa hàng rồi. Rồi. Còn tất cả những cái tiền này là thanh toán chưa? Dạ chưa. Chưa thanh toán, dạ. Dạ. Rồi. Rồi tất cả đều là thanh toán hết. Dạ. Dạ. À, chưa thanh toán. Ở đây mình tiền mặt vẫn được, chuyển khoản vẫn được. Dạ. Dạ, tại vì em đem một số tiền mặt còn ít lại chuyển khoản á. Dạ. Cái này thì nhóm em nhận tiền của Mạnh Thường Quân cũng đến thăm sư cô, hiểu rõ sư cô hoàn cảnh rồi, bây giờ mình đến mình hỗ trợ nên thay mặt Mạnh Thường Quân nên giấy tờ gì đó nên phải minh bạch rõ ràng. Dạ. Tuy rằng có người ít tiền, có người nhiều tiền, nhưng mà những tấm lòng của người ta thì mình phải chu đáo hết sức có thể. Dạ. Ở đây trong đây ghi là thanh toán 5 cái mà có 1 cái là của cửa hàng khác. À, con gái của hai cái hàng đi đi bình. Ok. Xin tờ giấy nhờ chị ghi vô đã nhận 4 hóa đơn tổng bao nhiêu đó. Mấy cái phần này thì nợ lại hoặc là sẽ xin thêm sau đó thì em về em trao đổi lại với sư cô. Dạ rồi bây giờ về cái phần đợt trước xuống gần 2 tháng trước xuống máy ấm là muốn xin kinh phí sửa cái phòng cho hơn 10 em trai á, chưa kịp sinh đó thì phát sinh cái nhà vệ sinh này. Bây giờ ai là người kia, có ai chị có thợ khảo sát ở đó không, mình làm như thế nào để cho cái phòng đó được nhiều em ở mà nó gọn lại thì chị có thể là cho thợ đến vào cái phòng đó, phòng nó khoảng 50m2. Dạ. Dạ một phòng thôi, chung một phòng, nói chung là nó gạch thì nó đẹp rồi. Chỉ có là cái đó là dành cái kho đó nên cái mùi nó rất là nặng và nó bị kín á. Giờ mình làm giường hay là làm sao mà cho được nhiều em ở mà cho nó thông thoáng tí xíu, lấy thêm ánh sáng sạch sẽ và đủ ánh sáng và không mùi. Thế thì dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi, về sửa lại chị cho cái phương án, cái kinh phí như thế nào. Rồi, cái đó để em liên hệ với vợ. Dạ. Vợ lên coi và khảo sát như thế nào. Dạ. Báo trực tiếp cho cô. Dạ, dạ. Thì nên cái lúc đó thì lúc mà anh thợ nói thì quay lại một cái đoạn video ngắn dùm. Không mời chung ngồi. Chung quay chung. Rồi hồi nãy nhóm của con đã thanh toán cho bên Tân gì? Tân Minh hả? Tân Minh 4 hóa đơn tổng cộng là 37.111.000 mà cô chủ giảm được 11.000. Dạ rồi cái hóa đơn của Duy Binh này là sư đã lấy tiền học của mấy em sư ứng ra 23 triệu. Thì bây giờ á là em sẽ lấy cái này là 10 triệu đi. 10 triệu anh có luôn là 10 triệu là 20 với em 3 triệu là đủ 23, còn là 9.9 cho nó gọn. Còn là 9.9 thì mà đang bị lát, từ đây còn 23 triệu. Bằng cái tiền của cái tiền giúp của Trung với của Quân á tách ra một bên. Dạ. Từ 23 triệu. 23 triệu bên đây mình còn bao nhiêu? Còn lại có 20 đi, 20 triệu đi. Còn lại 20 hả? Dạ. Còn 20. À, ok, lấy cái này là 20 triệu. Dạ. Và 3 triệu của Trung. Rồi. Ok, 3 triệu của Trung là xong cái phần hóa đơn này. Về cái phần gạo với sữa đã đi chở rồi. Đã đi chở rồi. Họ chở tới. Dạ. Okay. Họ đang chở tới. Rồi họ chở tới thì và họ chở tới thì Toàn sẽ thanh toán cái phần này cho họ sau. Chị cho xin số tài khoản ạ. Dạ, số tài khoản. Dạ. Thay tiền mặt em được thay luôn. Dạ được.
Dạ. Còn bốn mình không có bốn hóa đơn, còn hóa đơn này là 23 triệu là sư ứng lấy tiền học của mấy em ra ứng trước, bây giờ mình sẽ trả lại cho sư. Số tài khoản IB. Dạ có mời. À, cái phần này là của đây cộng với em chung. Xong cái phần này là bên thầy bên SU2 gửi cho sư thêm 10 triệu để trang trải ăn uống học hành cho các bé thêm. Dạ. Bây giờ còn đợi gạo và sữa. Hôm nay chỉ có 19 triệu 9 thôi cho nên là con chuyển cho sư là 3 triệu 1 luôn chẳng. Xong luôn. 73 triệu. 73 triệu. Hồi nãy mình thanh toán 4, cái này là trừ lại 37 triệu 100. 100. 37 triệu thôi. Rồi còn 36 triệu. À, trừ của đây 23. Trừ 20. Trừ 20. 16. Còn 16 triệu. Còn 16 triệu. 16 triệu này thì một hồi nữa là thanh toán bên bên sữa đó là chuyển khoản được không ha sư? Rồi cái này là anh Quân chuyển khoản cho sư 10 triệu, với vị sư kiểm tra lại 10 triệu này với lại 3 triệu 1 của anh Trung nha. Yeah. Là 16 phải không? Đúng rồi. 16. Này. Rồi trừ tiếp giùm anh. 6 triệu rưỡi tiền 500 ký gạo. Trừ tiếp 6 triệu tư tiền 20 thùng sữa. Còn lại nhiêu? 3 triệu 1. Còn lại 3 triệu 1. Rồi ok, mình tạm thời mình kết thúc đi, mình ăn xong đi rồi chờ gạo sữa tới rồi tính tiếp. Dạ dạ. Dạ rồi. Con không ơn. Dạ sư giữ à. Dạ dạ. Xây lại bao nhiêu nhà vệ sinh? Dạ 10 phòng. 10 phòng hả? 2 phòng là cái 2 phòng tắm, để lại cầu nước. 2 phòng tắm. Hôm nay là mấy bồn cầu. Ok. Làm bữa là mưa ngập trời lên là hư hết luôn. Hôm nay mình làm được bao lâu rồi? Dạ gần tháng. Gần tháng hả? Nhiều thợ làm, thợ bên ngoài làm em? Dạ thợ ngoài làm luôn. Khoảng bao lâu nữa mới xong? Đang hết tiền hả? Dạ. Đang hết tiền làm. Không, đang làm với người ta nghỉ làm. Hôm bữa anh xuống coi cái bên phòng mấy bé trai á, về cái quyên góp chưa kịp quyên góp phòng mấy bé trai thì hư thêm cái này phát sinh thêm.
hôm nay xuống hỗ trợ mình một ít kinh phí vật tư. Thợ là thợ ở ngoài đông không em? Dạ, năm người có năm người. Em tên gì anh quên à? Dạ, tên Bình. Bình. Em Bình là trẻ hồi nhỏ ở đây, xong rồi lớn lên tuy rằng không có chính thức xuất gia nhưng mà đi học ở trên thành phố, quay về phụ chùa giống như là một trụ cột về về kỹ thuật trong chùa. Làm rất được, làm rất nhiều việc trong chùa, phụ mấy ấm với mấy em luôn. Đi lên tiếp bên kia có chừng đụng đầu. Thì nước mình về nó trào xuống thằng làm sao à, có nghĩa là nước ở trên kia trào xuống đây ngập vô đây. Bên kia ông ta nó cao á, bên kia nó thấp á, bên kia nó trào. À, bên kia là đồi hả? Bên kia là cái đồi á. Khu này là khu gì? Là khu trẻ, trẻ mồ côi. Trẻ mồ côi. Trẻ đây là có bệnh á? Cũng hết, có giờ vậy. À. Đây trẻ ở khu này là trẻ còn nhỏ. Dạ đúng rồi. Cô đi giữ em đây. À, cô trẻ em, cái em này bị được. Dạ em chào cô. Em nó bị cái lồng nó cho em đó. Chào con. A Di Đà Phật. Chào con. Biết chào chưa? Có mình nguy hiểm mà có té không à? Không. Đây mưa thì sâu rồi nó chảy xuống. À bé này em bữa. Dạ, hôm bữa. Được mấy tháng à. À. Con ơi. Nó có tên chưa? Tên gì đó? Bé này tên gì? Bé kia tên gì? Tên kia Nguyễn. Quảng. Dễ thương quá à. Ăn ngoan ngủ ngoan nha. Ăn ngoan ngủ ngoan. Lớn lên phụ sư cô. Nước mưa mà đi á. Nước mưa có gì nó chảy xuống. Ở kia là cái đồi nước cao dồn xuống phía bên phía mình. Đây là khu nhà tắm cho cái khu vực này. Bên kia nó cao quá, cái thùng nó cao quá, nhấc người vô á, chảy vô thùng. Vâng. Thì mình đi qua bên đây. Dạ. Cởi giày ra. Mang vô. Là phòng cái kho này là hôm bữa định sửa nè. À, mình vẫn chưa có kế hoạch sửa. À, bây giờ sửa cái nhà vệ sinh xong thì phải tính tiếp sửa đây. Mà dạo này mình mưa mình còn ngập không? Dạ. Mưa còn ngập không? Dạ. Ê, mưa còn dột không á? Dạ bớt dột hơn. Làm lại nhà kia. À bữa làm lại một phần trên kia rồi. Dạ. Bây giờ là ở đây vẫn là khoảng 10 em ngủ. Dạ. Giờ có thêm em. Ở đây cái mùi ẩm thấp nó nhiều. Dạ thấp. Đây rất là nhiều mùi. Đồ đạc này ngoài cái kho, ngoài chỗ này ra mình đâu còn chỗ nào khác để cất. Dạ, có một cái kho để vải, để áo quần, cái kho của hai em ngủ trong nữa. Là cái phòng này không có cái quạt hút và đồ cũ mùi mình nhiều quá. Dạ. Nên cái mùi nó có vẻ là nó hơi nặng. Vì giấy tờ đồ. À, sửa nhà vệ sinh xong thì mới đến sửa đây. Dạ. Ở đây chắc cũng đâu cần sửa gì nữa, chỉ là làm cho nó gọn kệ rồi chắc thêm giường. Khoảng 10 em nhỏ ngủ. Mùi nhiều. Ủa.
của mấy em nhỏ học. Hồng Nguyên giải này là của ai? Này để Phật tử tu học. À, để Phật tử tu học. Rồi, cảm ơn. Vô lại cái. Bé hôm bữa à chữ cô? Dạ. Cảm ơn con. Cảm ơn con. A Di Đà Phật. Thôi xin phép sư. Bánh một lọc. Không bởi đâu. Bánh một lọc này là cái gói nó gói sợ. Bỏ lên luôn, bỏ lên luôn. Không ăn được. Dạ dạ bỏ dưới chân sư cô. Thôi đưa rồi đó, đưa rồi đó. Té không? Đó, rồi, rồi, còn tại bỏ chân. Từ từ, từ từ. Rồi, đóng đi, đóng đi, đóng đi, đóng đi, đóng đi. Được không? Giờ mình đi rồi. Lên đúng xe không? Xe nặng hơn đó thầy. Nặng hơn đúng rồi, quá trời...